Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tự học .cc. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với series lập trình Android bằng Kotlin đi giải bài tập Kotlin số 10. Bài tập yêu cầu chúng ta viết chương trình nhập vào số nguyên n và in ra kết quả tính n giải thừa. Sử dụng hai cách: dùng vòng lặp for và cách thứ hai chúng ta sử dụng vòng lặp while. Các bạn mở IntelliJ này, chuột phải vào SRC, chọn New. Kotlin Grad file, file bài tập 10. Tính nợ dây thừa. Đây là đề bài này. Cách 1 dùng for. Mena này. Cách tính dây thừa mà dùng for thì chúng ta đã làm rồi. Ngày hôm nay chúng ta chỉ cốt nhanh lại thôi nhá. Khai báo này và dây thừa bằng 1. Print line đúng không ạ? Print line này mời nhập vào xuống nguyên n hai chấm khai báo biến n và đọc dữ liệu từ bàn phím này nguyên này hỏi chấm bằng readline hỏi chấm chấm to in dòng lệnh này có nghĩa như nào đầu tiên chúng ta cho người dùng nhập từ bàn phím vào này sau khi nhập xong chúng ta sẽ đọc dữ liệu từ bàn phím và chúng ta ép sang kiểu nguyên sau đó thì gán vào biến n bây giờ nhiệm vụ tiếp theo là kiểm tra nun nếu n khác nun thì chúng ta mới làm các cái việc phía sau đúng không thì để tính giai thừa thì chúng ta biết rồi chúng ta sử dụng vòng for đúng không for này for i in chạy từ 1 đến n chúng ta nhân tích vào thôi đúng không giai thừa bằng giai thừa nhân y hay nói khác chúng ta có thể ghi là giao thừa sao bằng y Bài này hôm trước chúng ta có sử dụng debug và chúng ta xem kỹ rồi đúng không Đó Thì dài thừa sẽ bằng dài thừa nhân y Viết từng mình sẽ như này Dài thừa bằng dài thừa nhân y Cái này trong phần cơ bản chúng ta đã học rồi Sau khi kết thúc xong Thì bây giờ chúng ta sẽ xuất ra Dài thừa Greenline này Đô la N Dài thừa bằng Đô la dài thừa thì ở đây người ta sẽ xuất ra được cái biến là số n là bao nhiêu Và ở đây chúng ta sẽ xuất được kết quả giải thừa Chạy thử nhá Run này Chúng ta sẽ tính cái con số nhỏ nhỏ thôi Khoảng 8 thôi à, Khoảng 3 thôi 3 giải thừa thôi 3 giải thừa thì bằng 3 x 2 x 1 đúng không Thì 3 x 2 sẽ là 6 Thử nhá 3 giải thừa Thì bạn thấy 3 giải thừa là 6 không à, 4 giải thừa thì sẽ bằng 6 x 4 Thì bằng 24 đúng không Thử này thử bốn dây thừa xem phải bằng 24 không nhá. 4 này. Đó, bốn dây thừa bằng 24. Thì cách đầu tiên là chúng ta dùng for thì cái này chúng ta quen thuộc rồi. Các bạn nào mà quên mà không hiểu lại thì các bạn xem lại cái bài trước. Và các bạn có thể là sử dụng gì? Debug bằng cách là chúng ta tích 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 này. Đấy. Hôm trước tôi làm rồi nhá. Bây giờ các bạn sẽ bôi đen toàn bộ cái đoạn phía trong hầm main. Ctrl C một cái này, ấn Ctrl sược để chúng ta bình luận lại toàn bộ đoạn này và chuyển sang cách hai. Là dùng Y nhá, Lưu ý là các bạn phải để lại cái dấu ngoặc nhọn này nhá. Chứ nếu các bạn mất cái dấu ngoặc nhọn này sẽ bị lỗi này. Chúng ta paste lại cái đoạn code vừa rồi ở đây. Bởi vì chúng ta vẫn có giai thừa này, vẫn phải cho người dùng nhập vào này và vẫn phải kiểm tra gì? Kiểm tra null đúng không? Và vẫn phải in ra kết quả nên chúng ta sẽ lợi dụng luôn đoạn code cũ để chúng ta đỡ phải sử dụng nhiều. Thế bây giờ mục tiêu của chúng ta là gì? Chúng ta phải chạy từ 1 cho đến n. Thế nếu mà dùng y thì chúng ta sẽ không có cái thằng chạy từ 1 đến n như này mà chúng ta phải kiểm tra điều kiện đúng không? Trong khi mà y trong khi mà một cái số nào đó nhỏ hơn n thì chúng ta phải khởi tạo cho nó đúng không bây va này thêm một cái biến nữa đi ba y bằng một khởi tạo một cái biến ban đầu ba y bằng một và chúng ta cho cho là trong khi y mà nhỏ hơn hoặc bằng n thì bằng hoặc nhọn chúng ta tính là giai thừa sao bằng y đó và chúng ta tăng biến y lên một y cộng cộng thì thằng while các bạn biết là à, chúng ta sẽ chỉ sử dụng là điều kiện thôi đúng không ạ nó không có là theo kiểu là chạy từ 1 cho đến n cho nên chúng ta sẽ phải tăng cái biến này lên cộng 1 nó cứ tăng dần lên mỗi lần nó tăng lên cộng 1 và nó lại kiểm tra điều kiện thì while và for nó cũng gần giống nhau như này các bạn nhìn này thằng for thì nó cho phép là chạy từ 1 đến n còn ở đây chúng ta lại không chạy mà chúng ta cho thằng y nhọn bằng n nhưng mà trong trong cấu trúc của y thì chúng ta lại tăng cái biến lên một như vậy mỗi lần nó sẽ tăng lên một tăng lên một bản chất hai thằng chúng ta xử lý bài toán thì vẫn cùng một cái thủ thuật nhưng mà cái cấu trúc của Y và for nó hơi khác nhau cho nên chúng ta phải linh động xử lý một chút đúng không để chúng ta đăng thử này bản chất là chúng ta vẫn cho chạy từ 1 đến n thôi đúng không đăng thử nhá thử nhập 4 chẳng phải bằng 24 không đó thì 4 thay thừa vẫn bằng 24 nhập thử 3 này nó phải là bằng 6 không này 3 à, bằng 6 đó. Thì bây giờ các bạn có thể dùng lại debug Để các bạn kiểm tra lại Cái đoạn chương trình của chúng ta Để chúng ta hiểu hơn Về thằng Y này là Tính dây thừa như nào Cái này các bạn tự làm nhá Đây này Các bạn có thể tích vào phần Y này Dây thừa này Y cộng cộng này Green này Đó các bạn debug này Thì các bạn sẽ hiểu là nó chạy thế nào thôi ba này Đó, Khi các bạn nhập số 3 vào Thì N gắn nó chỉ bằng 3 này Dây thừa 1 Y 1 Đúng không F8 tiếp này Lúc này thì dai thừa bằng 1, y bằng 1. Dấu nhắc lệnh đang ở đây, chưa thực hiện câu lệnh, đúng không? Sau khi các bạn ấn F8 thì câu lệnh này là 1 x 1 bằng 1 thì dai thừa nhận giá trị là 1. Đó, dai thừa nhận bằng giá trị 1 này. Và y cộng cộng y đang bằng 1 thì y cộng cộng sẽ bằng bằng 2. Y bằng 2 này, đó. Y bằng 2 nó kiểm tra điều kiện thỏa mãn điều kiện nhỏ hơn bằng 3 cho nên vẫn thực hiện cái này. Lại xuống. Đó, y bằng 2, Dai thừa bằng 1 thực hiện xong dòng lệnh này thì tay thừa bằng 2 x 1 bằng 2 nhìn nhá tay thừa bằng 1 này F8 một cái nhìn 2 đúng chưa chúng ta lại tăng biến y lên y đang bằng 2 tăng lên 1 thì ra bằng 3 đó y bằng 3 n bằng 3 vẫn thỏa mãn điều kiện lại thực hiện câu lệnh này đúng không rồi tính tay thừa và y lại tăng lên 1 đúng không 4 này lúc này y bằng 4 rồi thì nó sẽ không còn thỏa mãn điều kiện này nữa nó sẽ nhảy xuống dòng cuối cùng này và in ra nó tay thừa đúng không Giai thừa lúc này chúng ta bằng 6 này đúng không? F8 này, đại bạn thấy không? Giai thừa bằng 6 và n bằng 3. F8 một cái nữa thì nó sẽ in ra cái dòng ở đây. Nhìn này, F8. Đó, bài giai thừa bằng bằng 6. Các bạn hãy rèn luyện cái bài này nhá, sau đó các bạn có thể tích vào debug để các bạn nhìn từng bước một để chúng ta hiểu bản chất vấn đề. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Hy vọng là các bạn đã giải được bài này trước khi xem bài giải. Còn nếu như các bạn không giải được mà các bạn xem giải cũng không sao cả, bởi vì chúng ta mới học mà. Quan trọng là các bạn tắt video này đi, sau đó các bạn hãy rèn luyện lại để chúng ta hiểu cách hoạt động của for và while. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và chúc các bạn có những giây phút học tập và làm việc hiệu quả.